Bon mới ngủ dậy muốn thơm kìa, muốn thơm anh Bon hả? Ôi đùi, thơm anh nhẹ thôi đó. Thương quá. Ôi ơi, anh mới ngủ dậy mà em ôm thơm thắm thiết. Thương chứ. Thương quá đi đây em này á. Thơm anh á, thơm anh nhẹ thôi. Thơm anh miếng nữa, Vivi thơm anh miếng. Ôi trời thơm quá. Vivi ơi, con đang nằm xuống với anh Bon rồi. Con muốn chơi cùng à? Cho em chơi với, cho em một cục Lego đặt. Đặt xếp cho em mua một cục Lego đặt. Robot hả? Để làm robot hả? Moon Moon, Moon ơi cho mẹ xem cái miệng xinh đẹp nè. Cho mẹ xem cái miệng xinh đẹp của em Moon nè. Cho mẹ xem cái miệng xinh đẹp này, mẹ gửi cho bố xem Moon mọc răng nè. Em mọc hai cái răng trên á, hai cái răng trên xinh đẹp mà cho mày xem cái miệng. Thấy răng kia mọc chưa? Kiêu. Mày xin lỗi vì đã cười, mày mua buồn cười quá mua nè. Em chào em mò vào trong game lấy bài cho mắc kẹt hả? Kiêu em ơi. Thấy bây giờ. Buồn cười quá, xin lỗi rồi, buồn cười quá. Rồi mẹ đây. Chưa, bữa sau không chui vào cái nha, có mắc kẹt gì đâu. Này. Đó, có mắc kẹt đâu mà, hết hồn à. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Thúy đang chờ em Moon với cả Bon đi qua nhà cậu Thường bơi hồ bơi. Cho Bon chơi với Hân thôi, trời nắng này, trời có mồ hôi. Trời nắng cho nên là bị đen đi rất là nhiều rồi. Nãy lỡ cắn quả xoài, bây giờ nhựa nó chảy quá trời luôn. Xoài này ngon quá. Nó không có mà không có chua, nó chua nhẹ thôi và rất là hợp để ăn cho muối ăn. Bây giờ thì hái để lên cho muối ăn, tại vì tranh thủ chứ về Phần Lan là không có mấy cái món đặc sản này để ăn đâu. Tại vì xoài xanh ở bên Phần Lan thì kiểu xoài xanh mà hơi chua chua thì rất là đắt, còn lại nó kiểu xoài giòn á, cái đó thì không có thích ăn tại vì nó không có chua để cho muối, nên về Việt Nam mới có mấy món này thôi thì tranh thủ hưởng thụ. Với cả lâu giờ Thúy quên không có quay video để nói về những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống ở Phần Lan, giống như là phúc lợi xã hội hay những cái tương tự ấy. Thì hôm nay Thúy chia sẻ với cả nhà về vấn đề thai sản và tiền thất nghiệp, hỗ trợ thất nghiệp và hỗ trợ thai sản cho người thất nghiệp. Và cũng tiện là Thúy đã bị cắt tiền thai sản mà gần một tháng nay rồi. Thúy đã bị cắt tiền thai sản tại vì em Moon tròn 9 tháng tuổi là người ta sẽ cắt tiền thai sản của mình. Tại tiền thai sản là bắt đầu là được 10 tháng, là tháng một tháng trước khi sinh và 9 tháng sau khi sinh. Bon ơi, thích không Bon? Bon ơi, đi với về không hay là tắm? Đi tắm tiếp hay về? Bon tắm tiếp. Ôi trời ơi. Bon bắn cho mẹ xem nào, Bon ơi. Làm cái này. Bon đi ra không tắm nữa, mặc tím nghỉm rồi, đi ra. Đi ra. Mày mách bố luôn á, đi ra đi. Bon đi ra đi, Bon không tắm nữa, anh hai anh ba ra hết rồi kìa. Lạnh lắm rồi, đi ra. Con ra cho bên. Đi ra, không tắm được, mai tắm. Ngoan thì mai mới cho tắm. Không thôi ạ. Hello. Hello. Mở tiết rồi, Bon xuống thay đồ nhanh lên, xuống. Xin mời ông bà cô chú ăn nhé, chùm ruột. Đây là quả chùm ruột.
Thế là gì? Cho muối ăn, muối ớt. Tại vì cuối tháng vừa rồi là Thúy vừa hết vừa hết trợ cấp thai sản, và cũng như là nếu mà Thúy đi làm thì cũng như là vừa hết kỳ nghỉ thai sản và Thúy bắt đầu đi làm việc lại. Nhưng mà có nghĩa là họ sẽ cắt cái khoản trợ cấp đó và trước sẽ đến kỳ nghỉ thai sản của bố. Nhưng mà tại vì Yuri sẽ không nghỉ thai sản. Nếu mà Yuri nghỉ thai sản thì Yuri vẫn được nhận tiền lương, nhưng mà không phải là 100% cái tiền lương giống như là như Yuri đi làm. Nếu mà cho nên là nhà Thúy không để Yuri nghỉ, và nhà Thúy quyết định tiếp là Thúy sau khi đã hết cái trợ cấp thai sản thì Thúy đang là thất nghiệp mà, thì bây giờ nhà Thúy quyết định cái lúc mà gần hết tháng vừa rồi á, thì gần hết cái kỳ nghỉ thai sản của nhà Thúy á, thì Thúy và Yuri quyết định là Thúy sẽ nộp đơn để làm chuyển từ kỳ nghỉ thai sản thành ở nhà chăm con á. Thì khi mà chuyển từ kỳ nghỉ thai sản qua ở nhà chăm con thì cái tiền trợ cấp sẽ ít hơn, nhưng mà ở nhà chăm con mình được quyền ở nhà chăm con cho đến khi con 3 tuổi, cho nên là nhà Thúy quyết định chuyển qua thành ở nhà chăm con cho đến khi em bé 3 tuổi, cũng không hẳn là đến khi Moon 3 tuổi nhưng mà tạm thời là như thế. Tại vì khi nào mà Moon cứng cáp và có thể là cứng cáp hơn một chút xíu, có thể nói sơ sơ rồi, nhà Thúy sẽ cho Moon đi trẻ sau. Cho nên thì còn hiện tại thì Moon còn quá nhỏ để cho Moon đi trẻ, thì tại vì rất là sót. Cho nên là Thúy hiện tại vẫn quyết định tiếp tục ở nhà chăm em Moon. Thì cái số tiền trợ cấp thì nó giảm đi một nửa. Tại vì trợ cấp thai sản Thúy nhớ hình như lúc đó trước thuế là 800 mấy euro một tháng. Nhưng mà trợ cấp ở nhà chăm con thì hình như là 400 mấy euro một tháng. Thì không biết là trợ cấp ở nhà chăm con họ có trừ sau thuế, nó có trừ thuế không. Còn trợ cấp thai sản là có trừ thuế. Cho nên là Thúy cũng chưa nhận được cái tiền trợ cấp ở nhà chăm con, nên Thúy chưa biết chắc được cái số tiền sau thuế mà Thúy nhận được là bao nhiêu. Và hiện tại thì ở nhà trẻ ở Phần Lan cũng hơi đông á. Cho nên là nhiều khi mỗi khi mà mình nộp đơn để cho con đi nhà trẻ phải chờ rất là lâu. Có thể là 6 tháng này, nhanh thì 3 tháng, có lâu thì 6 tháng. Cho nên mình cũng rất là khó để cho con đi nhà trẻ được. Và thường thì nhà trẻ công cũng sẽ khó hơn, tại vì kín chỗ hơn thì sẽ phải cho con đi nhà trường tư. Nhưng mà trường tư cũng hên xui, có nghĩa là cùng một hệ thống mà có thể là trường này tốt hơn và trường kia tốt hơn, tùy tâm và giáo viên nữa. Thì tất nhiên ở nhà trẻ bên đó thì không có bạo hành, và cũng không có về bạo hành tinh thần cũng như bạo hành thể xác rồi. Nhưng mà những thứ khác kiểu giống như là con mà ị trong bỉm á, thì cô có thể là quá là bận bịu vì quá là đông trẻ thì cô không thể thay bỉm liền cho con hoặc là như thế. Tại có nhiều lần Thúy đi đón Bon là thấy Bon ị trong bỉm mà dạng như là ị khô rồi. Nhưng lúc về nhà thì tớ rất là tội nghiệp luôn á. Cho nên em Moon còn quá nhỏ. Mà nếu mà cho em Moon đi nhà trẻ thì bây giờ họ cũng đến lúc mà mấy đứa lớn ra ngoài trời chơi thì em Moon cũng được bế ra ngoài chơi và để cho bò khắp sân trường như thế. Thì em Moon sẽ ăn đất, ăn cát, rồi cũng như là mùa đông thì ăn băng, ăn tuyết vậy á, thì rất là tội Moon ấy. Nên là nhà Thúy quyết định là ở nhà cho em Moon thêm một thời gian nữa. Như Thúy thì bây giờ vẫn có thể tiếp tục đi học. Tại vì cái gọi là trợ cấp dành cho người hỗ trợ người nhập cư á, họ tính là 3 năm đầu khi mà nhập cư qua Phần Lan. Như Thúy thì đó là diện theo như diện của Thúy là diện kết hôn. Như Thúy đã hơn 3 năm rồi, hơn 4 năm rồi. Nhưng mà Thúy vẫn được tính, tại vì có nghĩa mỗi lần sinh con thì họ sẽ trừ đi 10 tháng. Có nghĩa là cái 10 tháng trợ cấp, 10 tháng thai sản đó họ sẽ không tính vào cái quyền lợi mình được đi học và được nhận tiền trợ cấp đi học. Là có nghĩa là Thúy vẫn còn được trợ cấp để đi học. Nhưng mà tại em Moon còn nhỏ quá, nếu mà muốn đi học thì vẫn phải gửi em Moon đi nhà trẻ. Em Moon nhỏ quá thì rất là thương. Thì đúng là mình đi làm càng muộn thì mình càng thiếu thốn thôi. Nhưng mà tiền thì mình có thể kiếm sau cũng được, nhưng mà thương con quá. Thì nói chung là chờ em Moon cứng cáp một chút xíu thì lúc đó Thúy sẽ làm lại, sẽ ổn hơn. Thì bây giờ ở nhà thì cố gắng làm lung tung với cả gọi là bán hàng xách tay từ Phần Lan qua Việt Nam vậy á. Thì may mắn thì được đủ tiền sữa cho con hàng tháng, còn không thì cũng không biết. Cái chuyện đó cũng phải đó thì là cái việc mình làm thêm á. Chứ Thúy cũng muốn gửi em Moon đi học để cho mình đi làm kiếm tiền thì cuộc sống mình sẽ dư dả hơn, có thể đáp ứng nhiều cái nhu cầu của mình trong cuộc sống hơn. Nhưng mà như thế rất là thương con. Thúy sẽ ở nhà chăm em Moon thêm một năm nữa thì sau đó sẽ tính tiếp. Thì hiện tại ráng ở nhà bán hàng online các thứ vậy á, vì phí vận chuyển rất là cao nên là, nhưng mà vẫn vẫn hơn là ở nhà không làm gì hết á. Nói chung mình làm được cái gì thì mình cứ ráng làm cái đó thôi.
Đạt dở quá. Đẩy hết xuống luôn con, đẩy hết xuống luôn. Nên nếu mà anh chị nào mà cũng qua theo diện như Thúy mà muốn tiếp tục ở nhà chăm con thì có thể lên cái trang web con Kela, cái đó là cái trang web nơi mà chi trả tiền phúc lợi xã hội dành cho người dân ở bên đó. Thì có thể lên đó để đổi qua cái dạng đổi từ cái dạng thai sản qua cái dạng ở nhà chăm con ấy. Thì như thế sẽ dễ hơn và mình không cần phải lên văn phòng, thì chỉ cần đổi trên cái trang web đó bằng cái tài khoản ngân hàng của Thúy, có nghĩa là trên trang web đó của mỗi người đều có một cái tài khoản ở trên đó rồi. Mình lên trang web đó xong rồi mình đăng nhập bằng cái tài khoản của ngân hàng của mình, mình quét mã QR vào xong rồi nó hiển thị hết các thông tin cũng như là tin nhắn của mình trong đó, như là chế độ của mình trong đó. Cho nên là mọi người, nếu mọi người muốn đổi thì có thể đổi được, nhưng mà tất nhiên là được cái này sẽ mất cái kia thôi. Bây giờ như thế cố gắng như vậy. Con ơi, con không ra vườn. Thấy chưa, con muỗi cắn con à? Qua đây cho mẹ xem, qua đây cho mẹ xem nào. Con bán gì mà không có đứa nào mua con ơi, mèo hả? Để giờ anh cũng bán cho con không á. Con bán không này hả? Em bon bán trà sữa với anh hai hả? Em mua new mua trà sữa à? Sao đứa xét ở đó? Cái này ai đưa ra đây? Cất. Em mua new mua trà sữa hả? Em mua này, Vivi. Vivi ơi, Vivi uống đi. Bon là bon không đập hoa của bằng ngoài. Bon là không được đập hoa bằng ngoài. No, William no. Bon ơi đừng đập hoa bằng ngoài con. Bằng ngoài không cho đâu. Đây cái hoa giấy của bằng ngoài đẹp thế này mà bon nãy giờ cứ đòi ra đập này. Không được đập hoa bằng ngoài. Bon mua trà sữa của anh hai kìa. Có tiền mua trà sữa không? Đây là cửa hàng của mấy anh em đó, trong đó là chủ cửa hàng. Còn Đạt mua trà sữa hay mua gì? Hai chủ hả? Anh cô ơi đưa cái này vào phòng cho bà ngoại, đưa vào cho bà nội. Ô ai mua nè, kìa Bon bán trà sữa kìa, ai mua trà sữa cho em Bon đi. Bon bán được mấy tiền nè Bon? Cảm ơn Bon. Cảm ơn Bon. Trà sữa ngon quá, trả tiền. Đạt đưa cái này luôn. Cảm ơn con. Đưa tiền to luôn. Đưa tiền to luôn hả? Em Bon ơi, em mua cẩn thận nha, anh cô anh hai coi em cẩn thận nha, để ăn nấu cơm nhá. Em mua trà sữa. Em mua đi mua trà sữa hả? Em mua cả hai cái giăng thỏ đi mua trà sữa hả? Em mua cả hai cái giăng thỏ mua trà sữa hả? Mua đi em ơi. Tôi mua bán luôn. Baby. Tí nữa là đẩy mua vào đây bán hàng luôn đi. Bibi à, cái răng đâu, cho khoe cái răng, khoe ông bà cô chú cái răng của con đâu. Hai cái răng thỏ đâu nhỉ? À, con muốn mẹ bé hả? Em muốn chơi đi. Em muốn chơi à, em muốn lấy cái đó chơi để em khóc. Ui, khóc giả chân quá. Em muốn yêu ơi. Hey, hai cái răng hàng em bữa giờ á. Hai cái răng hàng em đâu bữa giờ á? Ti ti. Hai cái răng hàng em bữa giờ á. Hả? Hãy điều chủ nhật đi, hãy điều nhá. Ok. Sáng chủ nhật đi nhá. Ok. Mai ông bọn nói đi với bố mà mẹ cho á. Cho em Bon đi nữa mà. Hai cái răng nhá. Chưa đây hỏi. Bye bye. Vivi bye bye. Chưa đây hỏi mẹ. Bye bye. Vivi bye bye. Bye bye. Cái răng đẹp quá. Bye bye ông bà cô chú. Hẹn gặp lại vào video sau.